dự báo giá tiêu ngày mùng 9 tháng 8 năm 2024, thiếu hụt nguồn cung, giá hồ tiêu sẽ tăng trở lại. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IBC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IBC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.211 đô la mỗi tấn, tăng 0,49%. Giá tiêu trắng muôn to đạt 8.836 đô la mỗi tấn, tăng 0.49%. Giá tiêu đen Asta 570 của Rajin ở mức 6.400 đô la mỗi tấn, giảm 5,47%. Giá tiêu đen Asta của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 10.400 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng loạt giữ giá ở mốc cao giao dịch ở 6.000 đô la tấn với loại 500 gram mỗi eo, loại 550 gram eo mức 6.600 đô la mỗi tấn giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la tấn. Về vĩ mô, các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới vừa trải qua đợt lao dốc và rung lắc mạnh. Trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại đột ngột hơn nhiều so với dự kiến, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không như dự báo, cũng tăng trưởng chậm lại. Điều này khiến nhu cầu chi tiêu của người dân thắt chặt hoặc lượng hàng tồn kho vẫn còn đủ dùng, khiến Trung Quốc tiếp tục hạn chế thu mua hạt tiêu từ Việt Nam. Hiện giá hạt tiêu tại thị trường Trung Quốc đang thấp hơn giá tại Việt Nam có thể là nguyên nhân chính của việc hạn chế nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam. Về nguồn cung toàn cầu được bổ sung khi Indonesia bước vào vụ thu hoạch. Trong cuộc họp cuối tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định sản lượng vụ tới có thể tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Bên cạnh đó, tình trạng sâu bệnh hại vẫn còn nhưng không đáng kể. Những thông tin trên làm vơi bớt mối lo nguồn cung trong tương lai thúc đẩy thị trường giảm. chuyên gia cũng không loại trừ có nhiều thành phần tham gia thị trường đang ép giá tiêu giảm mạnh để gom hàng đợt này. cục xuất nhập khẩu bộ công thương nhận định ngành hạt tiêu việt nam sẽ được hưởng lợi về giá trong thời gian tới do nguồn cung khang hiếm. điều này cũng có thể mở ra cơ hội để việt nam gia tăng thị phần, củng cố vị thế hơn nữa tại các thị trường trọng điểm như mỹ, trung quốc và châu âu. theo hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị vbsa việc thiếu hụt nguồn cung sẽ khiến giá tiêu trong thời gian tới tiếp tục có những đợt biến động bất thường như trong thời điểm ngày 11 tháng 6 khi buổi sáng giá tăng mạnh 20.000 đồng kg nhưng buổi chiều lại giảm mạnh xuống trở lại. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục giảm 2.000 đồng kg ở một vài địa phương so với ngày hôm qua. Giao dịch quanh mốc 135.000 đến 137.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai là 137.000 đồng kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 137.000 đồng kg giảm 2.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê Gia Lai thu mua ở mức 137.000 đồng kg giảm 2.000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 137.000 đồng kg giảm 2.000 đồng kg so với ngày hôm qua tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể tại Bà Rịa, Vũng Tàu hiện ở mức 136.000 đồng mỗi kg, giảm 6.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Dự báo giá tiêu ngày 9 tháng 8 năm 2024 quay đầu tăng mạnh, theo nhận định của giới chuyên gia dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu sẽ tiếp tục được ghi nhận trên thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng nhanh và tắc nghẽn cản ở châu Á cũng tác động đến giá cả ở các thị trường nhập khẩu và có thể gây ra sự chậm trễ vận chuyển, khiến giá tăng trong trung và dài hạn.